Rồi, xin chào cả nhà. Thì cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á gửi đến á cô dì, chú bác, anh chị và các bạn gần xa một ngày á được dồi dào sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi tìm kiếm những cái nguồn mật ong rừng nữa nha cả nhà. Đó. Thì ngày hôm nay á thì đang đi tìm kiếm, đang lặn lội ở trong cái vườn cam á cả nhà ơi. Thì cũng đi kiếm thường ngày vậy đó. Thì đang kiếm thì cũng có vũ nó gọi điện đó cả nhà, đi qua ông chú nó bắt cái tổ ong. Thì cái tổ ong này thì của ông chú vợ của ông Vũ nha cả nhà. Ông chú vợ ông Vũ thì quen mình, ông Vũ thì quen mình đó. Thì nó điện qua chạy qua bên đây bắt nha cả nhà. Đây Vũ với ông chú vợ và với ông chủ nhà luôn đây. Đó Vũ rồi đó, đi bẫy rắn dữ lắm nha cả nhà, cũng có điên thời gian. Đây. Đây là chú vợ con Vũ đó. Đây là chú nhà nha cả nhà. Ở khu này thì lúa không cả nhà, không biết có mặt miết gì không nữa. Cũng hy vọng nhìn cái đầu thì cũng nó khá là phì phì đó cả nhà. Nhìn cái đầu cũng im lắm. Đây nè, cho cả nhà xem cái tổ ong nè. Nó đóng ở trên cây tầm già, tầm vàng cả nhà ơi. Kìa. Đó cả nhà thấy không? Đang thù lùi trên đó. Đó thấy chưa? Quá trời, đang thùi lụi đóng cái kèo cũng bự lắm nha cả nhà. Nhìn cái đầu thì nó cũng phì phì á, mà không biết nó cái nguồn mật nó ra sao nữa cả nhà. Tại nào giờ chưa có bắt mà cái cạnh lúa không vậy nè cả nhà. Nhà thấy không? Lúa không mà chứ không có, ngoài ra không có cái gì khác hết trơn cả nhà. Lúa với cây tạp đồ này kia, lá lúa dừa đâu không à. Rồi bây giờ để trang bị đồ nghề rồi sẽ lên bắt cái tổ ong này coi nó có mật nhiều không nha cả nhà. Rồi để lên bắt cả nhà ơi. Cây này nó nồng ngay nó cũng có mà ông bận đó cả nhà. Rồi cho nên nó mình đốt cây cuối trước cả nhà ơi. Để ông bận nó chích dữ lắm. Nó hùng nữa cả nhà. Có mặt miết gì không? Ông bận nha, đang né ông bận, gió tới rồi, mưa tới luôn, tranh thủ mới được. Đang thổi lũi bạn đó. Luôn, liệt liệt cây chân luôn rồi cả nhà.
quá trời luôn. Nó ngay mặt ít cái nè, mặt nó hơi tệ. Sông xiên lắm nha. Cụ này nó sẽ không nữa nha. Có mặt mình cổ chắc cũng ít chứ không nhiều. Giờ cả nhà chứ không nhiều nè. Đó. Thấy không? Ổ cũng khá lớn nha cả nhà nè. Ghê chưa? Nó trên nè cả nhà. Vô được tới đây nè, kèo vô tới đây nè cả nhà. Trên là đúng, ở trên thì đúng tay gió dữ lắm nha cả nhà. Điện lên cái ông gió kìa, chủ đứng kia nó coi kìa nha, một nghề để đó đó nha, thấy không đúng rồi. Đó nha, chủ ơi trắng trắng có mệt sĩ ra. Nó sửa vậy rồi cái đó. Nó cũng hơn xị vậy nha, không nhiều. Nãy nói được xị gọc ra rồi có mặt chảy chảy đó cả nhà. Không được. Ô, cỡ xị vậy cả nhà, không được nhiều mặt chàng chanh nha cả nhà, đó. Cỡ xị tối đa là xị, không được được cả nhà, để đi, có hơn không, ít quá ông chủ nhà chắc không cho luôn quá, dù qua tới đây ít quá ông chủ nhà không cho luôn quá, rồi sửa tàn vậy luôn cả nhà, để vậy luôn nha, rồi để. Bản chạy qua đây cả chục mười mấy cây á cả nhà, nhà không cho luôn á, cho đỡ tiền xăng không cho thì lằng tăng tăng lằng tăng luôn. Rồi xuống cả nhà, giờ hết gió ông trời, không hết gió cho mấy chú ông buông vô đi ha, xuống gặp cái cảnh nè ông
con bằng nữa cái nhà. Tên chú con bằng. Cắt nguyên nhánh luôn nữa nha, thấy không? Nè, đó. Rớt ở dưới kìa. Đó, rớt nhánh luôn, cắt nhánh chằm vàng rất là giòn nha cả nhà. Chằm vàng là giòn nhất. Nói chung mới giòn giòn cũng không có bằng cây cọng. Thì nói chung mà tính theo cái loại cây tạp đó cả nhà. Cây tạp thì cọng. Rồi chằm vàng này nè. Cây dai nhất á. Cây cốc. Ủa lộn, cái mẹ. Có lý dữ ha. Trận sĩ mặt à. Ở bên đây mặt đâu có khủng bằng bên kia bên mình Vũ. Ờ ổ còn zin mà. Đây cả nhà ơi. Đây. Khoảng chừng tầm trận sĩ nữa nha. Cục mặt thì nó được dài nè, thấy không? Cục mặt nó được hơi dài, chiều dài. Chiều sâu thì nó không có. Mà nó bơm cũng hơi khá khá hơn nửa ống nha cả nhà. Đó. Thấy chưa, thấy gì chưa? Thấy về là cũng ấm áp rồi cả nhà ơi. Đó. Cái kèo cũng nhỏ chứ không có bự. Cắt xuống rồi. Bây giờ thì cả nhà cũng cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long xin kết thúc cái đoạn video này luôn nha. Nếu mà cả nhà có xem thì rất mong được cả nhà ủng hộ cho kênh Săn Bắt và nhớ ấn chuông like để nhận những cái video mới của trên kênh Săn Bắt Vĩnh Long nhé. Bye cả nhà luôn. Chào luôn cái bảy gắn ông mắc cỡ, ông đẹp trai tảng thần luôn, ông mắc cỡ cả nhà.